Dự đoán tỷ số bóng đá Euro 2024, dự đoán kết quả trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ vòng chung kết Euro 2024 diễn ra vào 2 giờ ngày 7 tháng 7, giờ Việt Nam. Cùng với kênh tin bóng đá phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số, soi kèo bàn thắng, kèo góc tài xíu trận thư hùng này. Như đã biết tại vòng bảng Euro 2024, đội tuyển Hà Lan chơi không thực sự tốt. Lốc Cam khởi đầu bằng màn ngược dòng rất khó khăn trước đội tuyển Ba Lan với bàn thắng quyết định được ghi ở những phút cuối hiệp 2. Sau đó đội tuyển Hà Lan hòa Pháp rồi bất ngờ thua đội tuyển Áo ở lượt trận cuối. Với 4 điểm đội tuyển Hà Lan chỉ đi tiếp ở nhờ vé vớt với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại vòng bảng. Nhưng đến trận gặp Romania, Hà Lan đã thi đấu vô cùng khởi sắc. Tuy nhiên ở vòng đá loại trực tiếp, ự linh hoạt, quyền chuyển và hiệu quả cả trong tấn công lẫn phòng ngự đã được Hà Lan thể hiện tốt và họ giành chiến thắng với tỷ số 3-0 rất thuyết phục. Về phía đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng đang trải qua một kỳ Euro 2024 thành công. Dù thua đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số 0-3 ở vòng bảng, nhưng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng 3 trận còn lại để lọt vào tứ kết. Đặc biệt, tại vòng 1-8, dù nhạc trưởng Kanhanoglu bị treo giò, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chơi rất hay để vượt qua đội tuyển Áo. Ở cuộc đọ sức sắp tới, đội tuyển Hà Lan được đánh giá cao hơn. Sẽ không bất ngờ nếu đội tuyển Hà Lan lại chơi tấn công áp đảo và đánh bại đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với cách biệt hơn một bàn ngay trong 90 phút thi đấu huấn luyện viên Kumang đã mạo hiểm khi cho Steven Berwain ra sân từ đầu trận gặp đội tuyển Romania, nhưng cầu thủ này không để lại nhiều dấu ấn và bị thay ra vào hiệp một để nhường chỗ cho Malen, người sau đó đã ghi hai bàn và gần như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Đây có thể là sự thay đổi duy nhất của đội tuyển đội tuyển Hà Lan vào thứ Bảy, vì không có cầu thủ nào bị treo giò và đội hình của họ hiện tại không gặp phải chấn thương mới đáng kể nào đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chào đón sự trở lại của đội trưởng Hakan Kanhanoglu và hậu vệ Samet Akedin trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan sau khi cả hai đã hết án treo giò sau trận gặp đội tuyển Áo. Không dưới 10 cầu thủ đã gặp nguy cơ bị treo giò trong trận đấu đó sau trận đấu cuối cùng đầy căng thẳng với Cộng hòa Séc với các tiền vệ Okun Kapku, người bị chấn thương và phải rời sân muộn và ít mêu giúp Séc đều nhận thẻ vàng thứ hai của giải đấu, khiến họ không thể ra sân vào cuối tuần này. Ken sẽ trở lại thay thế cho Kocku mặc dù cần tìm một người thay thế cho Iuk với khả năng cao Sally Oaken của Borussia Dortmund sẽ được gọi lại để đá cặp với Ken ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Huấn luyện viên Montella sẽ phải lựa chọn giữa Akedin và Abdul Karim Bagdasi để đá cặp với Demiro ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan. Với việc Bagdasi đã trở lại sau án treo giò vào thứ ba và có màn trình diễn ấn tượng, đội tuyển Hà Lan đã thể hiện sự áp đảo nhưng cũng rất phung phí cơ hội trong trận đấu với đội tuyển Ba Lan và phải nhờ đến Wu từ băng ghế dự bị để giành chiến thắng muộn. Sau đó, họ thi đấu mờ nhạt trong trận hòa không bàn thắng với Pháp và có thể đã giành chiến thắng nếu bàn thắng của Savi Simons trong hiệp 2 không bị từ chối. Tiếp theo, hàng thủ của đội tuyển Hà Lan đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận đấu kịch tính với đội tuyển Áo, nơi có tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, họ đã lấy lại được sự tự tin với chiến thắng dễ dàng trước một đội tuyển Romania không quá mạnh. Rất khó để biết liệu có thể xem đội tuyển Hà Lan là một trong những ứng cử viên vô địch thực sự hay không, nhưng trong nhánh đấu này khó có thể loại trừ đội nào khỏi khả năng lọt vào chung kết đội tuyển thổ nhĩ kỳ cũng không ổn định nhưng đã thể hiện những khoảnh khắc đỉnh cao đáng chú ý dưới sự dẫn dắt của tài năng trẻ ada guler họ đã vượt qua đội tuyển ngựa ô georgia trong một trận đấu kinh điển trước khi bị đội tuyển bồ đào nha đánh bại và phải chờ đến cuối trận mới tận dụng được lợi thế về quân số trước cộng hòa séc sau đó họ đã tận dụng được sự hỗn loạn của đội tuyển áo để giành chiến thắng chúng tôi dự đoán đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn với nhiều tình huống kịch tính với phần thắng nghiêng về đội tuyển hà lan Cody Gakpo của Liverpool dự kiến sẽ tiếp tục tỏa sáng và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của cơn lốc màu da cam.